Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game đổi gió ha. Cuối ngày đổi gió, game kiếm hiệp phiên bản cày cuốc lâu dài. Nhưng mà có code, có skin, có trang bị, có VIP các kiểu con đà điểu luôn. Nhưng mà phải chạy lên level cao hơn nha các bạn, để mở cái gì đây nè, quên mẹ nó rồi, phúc lợi. Phải treo cho nó ra cái phần phúc lợi chúng ta mới có thể nhập code được. Game này nhập code trong game nha các bạn ơi, chứ không có nhập code ở ngoài ha. Đấy, ok, thôi quăng nó đây đi, chúng ta đến với thông tin server cái luôn nè. Đây, Mộc Đế Vương, một con game lâu lắm rồi mới thấy. Open X2, 11 giờ ngày 24 tháng 10, Quy VIP 8, ngoại trang tư chất đỏ, open server mới. Quy code VIP ảo hóa hàng triệu kim nguyên bảo, có tân hữu. Sự kiện ưu đãi nạp xu nạp lần đầu heo móc trong ngày từ 23 đến 26, 500.000 nhận nhân 2 xu web cộng nhân 2 tích nạp 1 triệu. Nhân 2 nhân 3 xu web nhân 2 tích nạp 2 triệu, nhân 3 xu web nhân 3 tích nạp 3 triệu cũng thế ha. Sự kiện đua top lực chiến top 1, 80 triệu kim nguyên bảo khóa, 40 triệu kim nguyên bảo hường, cộng mảnh danh tướng đỏ nhân 50, cộng tây hy kích ngoạt tạp nhân 50, cộng thiên chọn ngoại trang 1, 30, thiên chọn ngoại trang 2, 30. Ngoài ra chúng ta còn có ship hạng hình tượng top 1 là 7 triệu kim nguyên bảo khóa, cộng kỳ chân bí quyển nhân 100, hạng tủ lệnh nhân 100. Ok không? Trời, ok quá trời luôn. Nào có rồi, sự kiện lon tin rồi nữa nè. Sự cái gì săn cốt long tinh mỗi ngày, kim nguyên bảo không khóa, trang bị tọa kỵ cộng túi bảo hạch tầm bảo nhân 20, mỗi ngày người chơi đều có thể nhận fit cốt long tinh. Đó, ngày nào cũng có thể làm nhiệm vụ fit cốt long tinh hết hả các bạn ơi. Ok, đây. Có tân hữu thì gồm có kim nguyên bảo khóa, hàng vạn đá hăng cấp hạch, full set ngoại trang hoàng đế, rương bảo hạch 5 cấp, túi trang bị đỏ, A-Zip đen, hẻ VIP, tầm bảo danh tướng mỹ nhân 100 hả? Ồ, ok. Quá trời luôn, nhưng mà làm event mới có ha. Rau, để đây đi. Trước tiên phải cho nó chạy cho nó xong cái đống này cái đã, hình như lên 20 mấy lần các bạn ơi. Đợi tí nào. Rồi nãy chạy nãy giờ thì cũng có kim nguyên bảo khóa luôn nha các bạn ơi. Đây. Ủa, đâu mất mẹ nó cái chỗ ê bút lại đi nhập code cái đã. Đây có kim nguyên bảo khóa, kim nguyên bảo khóa cũng được 1 triệu mấy lần nha các bạn ơi. Đây, cái này là nhập là cho đúng ha, không có khoảng trắng khoảng cách gì nha. Một god, hai god, đây ba god. Bốn god, ok. Rồi, đó, kim nguyên bảo 1 triệu, ôi, có cánh nè hả? Có thời trang, trang bị, rồi hú cười luôn nè các bạn. Đó,
game chơi ok vậy mà còn nói gì nữa đúng không em? Quá đẻ, quá đẻ. Ok, tính là cái cánh này cũng đẹp nữa nè. Trời ơi, cánh to bự quá trời luôn. Đâu coi lại con này coi coi. 1 triệu nữa nè hả? 1 triệu nữa nè hả? 500 nè, A ship VIP nè. Đó, bỏ. Đâu rồi, đây A ship VIP luôn. Đây, thẻ A ship VIP đậu xanh. Ok, một phát một lên VIP 8 luôn. Đó, quà VIP miễn phí luôn. Rồi rồi rồi, giờ là chỉ có lên level và mở tính năng các kiểu con đà điểu ra thôi chứ còn gì nữa đâu nè. Code like xe không biết để coi còn không đã. Không biết hôm bữa nhớ là có đi lấy mà không biết là có không. Ok, gì đây? Ngoại quan ha. Nâng cấp cả hút gửi à. Wow, 5 triệu kim nguyên bảo. Ok là. Rồi, code thì mấy cái code like xe đồ này nọ không có show được ha. Sau khi nhập xong code gì đây? Ok, quýnh lộn hả? Quýnh lộn hả? Đúng rồi, quýnh lộn không? Ôi, 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 chưa gì hết. Ô, nó đã giết một con rồi. Chúng ta sẽ trả hù đúng không? Đó, ô, à. Cái thằng đã nhập vô thằng này. Ok. Đó, biến thân. Đó. Ok, đó, biến thân thành thằng này đúng không? Biến. Ok, một nhát một đi nhận quà cái đã. Đây, ui, 2 triệu. Wow. Con gì đó. Cái này gì đây? Ngụy vô kỵ hả? Ồ, hồi đó giờ biết chương vô kỵ, giờ mới biết là có ngụy vô kỵ. Ok. Rương đá, bảo thạch, bí quyển, bí tịch gì tà len hộp me hết. Giờ chúng ta đã có 7 triệu trong tay rồi các bạn à. Ôi, trang bị đồ. Đang đồ này nọ, cắn hết. A-ship đang, A-ship đang chưa ăn được. Ok, vé đồ quá trời luôn. À, ngụy vô kỵ. Ơ hay. Đây. Đó, game cuối ngày ha. Nên anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống. Đây, đổi con này liền chứ. Ăn liền. Kéo xuống. Đó, link nào để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận đấy. Ok, dạo này thì cứ nhớ bình luận mà thẳng tiếng nha các bạn. Đây, server nè ha. Đăng nhập hàng ngày còn được nhận thời trang skin các kiểu con đà điểu. Đó, thêm skin nè ha. Thêm hú cưỡi nè ha. Đó, lụm tiền. Nào cái gì vậy? À, nó nâng quân hàm các bạn ơi. Ok. Ồ, đánh boss, đánh boss, đánh boss. Ồ, thế mà cũng yếu nha. Ôi, kim nguyên bảo khóa. Ồ, làm sao có kim nguyên bảo không khóa ta? Như là tham gia các hoạt động hàng ngày đúng không? Event live xe hàng ngày đồ này nọ nữa. Rồi, lễ hội. Ồ, có event ghép nguyên liệu, ghép event đồ nè các bạn. Đó, mỗi ngày đồ ha. Ok. Boss nữa hả? Boss rớt kim nguyên bảo nữa kìa. Đó, phúc lợi, điểm danh. Ok, đây. Ôi, tôi tưởng điểm danh được kim nguyên bảo hường chứ. Thì cái này chắc là săn boss nên cái gì mới có được kim nguyên bảo hường rồi. Con hút gửi nãy ngon hơn các bạn à. Nhìn ngầu hơn. Chuyển qua con này nhìn nó đuối đuối. Rút kinh nghiệm một số lần chơi khác thì chúng ta nên vào trong shop chúng ta mua. Đó, các bạn vào trong shop các bạn mua đi. Đó. Ok. Mua. Đó. Dù trong này nó mua nó có hiếu đi nữa thì nó cũng không có cắn cái
thêm cái kim nguyên bảo của các bạn. Còn các bạn cứ để như vậy, các bạn nâng lên thì nó sẽ liếm hơi sâu á. Hao liền. Ok, mày hao cái gì mày hao. Nào, còn chúng ta sẽ tự nâng lên. Đó. Ok, ôi gần 10.000 viên. Đấy, ô oh. Bật máy rồi. Không biết luôn. Đó. Trời, còn nhiều. Ok, men ơi, full không. Ôi, còn 7.000 các bạn ơi. Cố lên bầu ơi, full luôn. Đang con gì vậy? Mày không biết luôn hả? Đạp tuyết kỳ lân. À, đạp tuyết kỳ lân. Có gì đây? Phù lan hao. Hao gì? Hao hắn, hao gì đó. Rồi, 2.000 nữa không đủ rồi. Vậy là phải đi mua thêm rồi các bạn ơi. Ok, thử đi mua, nâng hết nó lên thử coi. Đấy. Cái này phải vô shop mua cho nó nhanh ha. Đây, shop thì nó nằm ở đây. Kỳ chân nè ha. Đó. Right, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống tải về ha. Đó, phần mô tả và bình luận, link fanpage rồi cũng nằm kế bên luôn. Rồi, đậu xanh nó bị lắc hay gì rồi. Ok, à bây giờ nó mới vô. Ồ, nãy chắc auto nhanh quá hay gì á. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ôi con boss nhìn to con quá, đậu xanh đó. Ok, để đánh con boss này cái nữa coi. Gì vậy ba, đi nè. À, trời ơi, má nó lắc chỗ mua nãy đó. Đây nè bộ. Ok, ui bây giờ mà nó còn ấy kìa. Trời ơi. À, ok. Đang hồi chiêu hả? Ok, đó. Rồi. Cái một nữa. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Đó, đánh tiếp hả?